Mấy hôm nay Bom nhận được nhiều lời đề nghị từ mọi người là làm cái món ốc bươu nướng tiêu xanh đi. Thì ngày hôm nay Bom sẽ kiếm một ít ốc và làm món đó nha. Bây giờ Bom sẽ đảo một vòng ở bên ngoài này xem thử coi có con nào nó còn ở bên ngoài không mình lụm. Tại vì buổi sáng có nhiều con nó chưa vô đâu. Lát nữa nắng lên nó sẽ chui vô trong này nè. Thì lát nữa Bom sẽ vô trong này Bom mò. Bây giờ mình đảo mình đi lụm trước cái đã. Bữa trước Bom cầm theo cái rổ đựng mấy con nó chìm rồi. Bữa nay Bom cầm theo cái thau nhựa lớn luôn. Đây nè, theo hướng tay Bom chỉ mọi người thấy không? Nó đang mò nè. Bom thấy một con nữa nè, đó nó đang đi nè. Kế bên có con ốc đắng to chưa? Đây, nhưng mà ngày hôm nay Bom sẽ không bắt ốc đắng nha. Này hai con đang nằm đây nè, đó. Cái này là ốc bù đồng luôn nhưng mà loại khác. Thấy nó nằm đây không? Nước trong thấy rõ luôn, đó. Ở cái chỗ này á, bìm bịp hay là chuột gì nó thai vào ốc nên ăn quá trời luôn nè. Ở trong chỗ này nữa nè, vỏ nằm một lớp luôn. Đây là trứng của con ốc bu vàng nè, nó có màu đỏ. Đây bên này bạn thấy ổ trứng màu trắng của ốc bu đen nè. Đó, mọi người thấy không, cái trứng của nó màu trắng nha. Còn cái con ốc đắng này á là nó sẽ đẻ con chứ không phải đẻ trứng nha. Cái trứng của nó sẽ nở trong bụng luôn. Rồi bây giờ bạn sẽ đi mò nha. Ôi, ốc đắng con nào con nấy to ghê không? Ốc đắng nữa nè. Ui, ốc đắng con nó to không à? Ốc đắng con à mọi người ơi. Mập ghê chưa? Ốc đắng. Đắng không à? Đây đây, ui, hai con luôn. À, một con bu vàng. Con này bu vàng nha, mình không bắt, bắt ốc bu đen thôi. Ốc đắng nữa. Nãy giờ mà bấm bắt ốc đắng là nhiều lắm á. Ui, nằm một cặp luôn nè. Cái trái bông súng mà bông tưởng ốc đây. Con này to nữa, to chảng luôn. Ui. Nữa tưởng ốc bông to dữ gì chứ. Bông bắt nhiều đây con đủ nướng rồi, bây giờ bông sẽ đi về nha. Ốc sau khi mình ngâm cái nước nó đen như vậy nè, bây giờ bông sẽ vớt ra rửa lại lần nữa nha. Ốc này đáng lý ra là bông nướng hồi trưa rồi, nhưng mà do mấy anh em hẹn tối nay nướng thịt ăn á nên là thôi Bom để dành tối nay nướng luôn. Đây là cái mâm nguyên liệu Bom dùng để làm cái nước sốt nước ốc. Ở đây có tiêu xanh đập dập nè, còn cái này thì tiêu để nguyên hạt, lát nữa ai ăn cay thì mình bỏ thêm vô. Còn cái này là lá tách nha. Hãy mọi người xem nè, cái nước sốt của mình nó kèo lại rồi. Bây giờ Bom sẽ đem xuống để mình nướng ốc. Hai anh em Bom chuẩn bị nướng nha. Bây giờ mình sẽ bỏ ốc lên. Mà đợt này ốc nó luộc bị teo á Thanh. Mấy con này to chưa? Này là thịt với bao tử. Rau này là rau hái trong vườn luôn nha. Bom à, qua quay cho mọi người xem. Đây, mấy chậu xà lách. Thơm rồi đó, nghe cái mùi bốc lên là thấy thơm rồi. Nổ bỏ rồi. Không, anh cắt đuôi rồi à, nó không có nổ đâu. Đây là mấy con này chín khô rồi nè Thanh. À, được rồi đó. Ngon không? Nước sốt chưa? Vừa ăn rồi. À. Con này to ghê chứ. À. Mấy con này chín hơi khô rồi đó ha. Cái vỏ mỏng mà không thấy có hay nha. Cái này lát ai ăn cay nữa thì thêm tiêu vô nha. Rồi. Ngon ha. Đây này Thanh, con này mập nè. Hồi nãy con hấp á, nó bị hơi
Teo rồi. Chín quá. Giờ đừng đi cắt cái đít nó ra hết luôn. Ờ. Chấm thêm miếng nữa cho nó. Bù đợt này béo lắm. Ốc nổi bên kia kìa. Chấm vô tươi xanh ngon mà. Thịt cuốn rồi sống. Đánh bao tử nước ăn thơm nữa ha. Mời mọi người nha. Đâu cần luộc đâu. Thịt vừa nướng xong ăn nó ngon. Má ăn đi để con chở cho. Chở. Thơm ngon.